Ngày 22 tháng 5 năm 2022, khách sạn Victoria Châu Đốc và làng du lịch núi Sam tổ chức giải leo núi Victoria Mekong chinh phục núi Sam. Đây là giải nằm trong khuôn khổ các hoạt động thiết thực chào mừng tháng công nhân Việt Nam, chào mừng lễ hội cấp quốc gia với bà chúa xứ núi Sam năm 2022, nhằm tạo không khí vui tươi, tạo điều kiện cho nhân viên được giao lưu, rèn luyện sức khỏe, bảo vệ sức khỏe sau những ngày làm việc. Với hơn 60 vận động viên của khách sạn Victoria Châu Đốc và làng du lịch núi Sam tham dự, xuất phát từ chân núi, chiều dài khoảng 2,2 km. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho 6 cá nhân xuất sắc, bao gồm 3 vận động viên nam và 3 vận động viên nữ về đích sớm nhất và trao những phần quà cho cá nhân hoàn thành hết chặng đường.